Hello, xin chào cả nhà. Mình là Andy nè, mình mới tới cái nhà hàng Trung Quốc này á. Nó rất là lạ cả nhà ơi, nó rất là lạ. Thì ăn đồ Trung Quốc bữa nay kệ ở bên Mỹ á, ở dưới San Gabriel á, ở dưới Lốt á. Chỗ nào bữa nay là New Year, chỗ nào cho nấy cũng đóng cửa hết á cả nhà ơi. Thì nãy giờ đi kiếm nhà hàng Việt Nam mà đóng cửa hết rồi. Rồi bực quá chạy vô cái nhà hàng Trung Quốc này, không biết mấy người Trung Quốc này nó nói cái gì nữa, mình không biết, kêu mình kêu đại luôn mấy cái đồ Trung Quốc, phở nước mấy cái đó đó, mấy cái Trung Quốc đồ mì nước á, thì ăn đại luôn. Thì cái nhà này, cái này kêu bằng Chongqing noodle, để cho mình coi, cho coi cái nhà, coi cái tên của đồ Trung Quốc nha cả nhà, hy vọng cái nhà thích với mình ha. Cái nhà ơi, cái nhà hàng này là nó kêu bằng Chongqing noodle, Chongqing special noodle. Đó, Chongqing special noodle ở cả nhà. Không biết đọc Trung Quốc. Rồi ở đây nó cái nhà hàng nó nhỏ nhỏ mà nhiều khách lắm cả nhà ơi. Đó, mình lần này mình ăn thứ hai rồi. Mình ăn thứ hai rồi, ăn hai lần rồi cả nhà ơi. Thì cái này là nổi tiếng nè. Cái này nó kêu bằng truffle special noodle. Đó, cái này nổi tiếng nè. Cái nhà hàng này mấy chục năm rồi cả nhà ơi. Nổi tiếng á, đồ Trung Quốc á, không phải đồ Việt Nam. Nghe không? Vậy đây. Đây bữa nay mở cửa thì ăn đại luôn cả nhà ơi. Ăn đại. Này chị lớn nhất á. Này cả nhà ơi, cái tiệm này nó kêu bằng Chongqing special noodle. Thì cái này là cái menu của nó nè cả nhà. Cái đây thì đầu tàu nha. Nó có nhiều món lắm cả nhà ơi. Nó có nhiều món lắm này không? Đồ tàu quá cả nhà. Đó, đồ tàu quá. Đồ Trung Quốc á. Này đang ăn lần thứ hai. Ăn lần thứ hai rồi cả nhà ơi. Đó, đồ Trung Quốc á cả nhà. Mình bật qua. Không? Mấy cái chữ tàu, mấy chữ Anh thì mình coi chữ Anh, mình không có coi chữ 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 tàu. Ở đây nó có mấy cái how special này cả nhà, đồ tàu á. Rồi nó có nước uống. Cái này là nổi tiếng của nó bên dưới Lốt Sài Gòn Times nè. Cái món này là Trung Quốc này cả nhà. Mì, cái hủ tiếu to đó. Ở đây nó có mấy cái chữ tiếng Anh, phải không? Mấy cái chữ tiếng Anh này cả nhà. Cái tiệm này nổi tiếng nha. Hello cả nhà ơi. Mình kêu cái này là mì hai kêu hai tô. Mì thịt heo đó, cái đầu tàu Trung Quốc này cả nhà, hấp dẫn không đó, mì với thịt heo ha đó. Cái này là tô thứ một đó, cái này là của chị mình. Rồi ăn đi. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn chụp nó hết, hết ngon rồi. Mới lấy mấy cái mỡ này ra, nhiều quá trời luôn. Lấy mấy cái mỡ mày cắn mấy cái thịt này á, cắn nó, đừng có ăn cái mỡ đó. Nó không có hoành thánh mì nha. Đây nó không có hoành, không, nó có cái, ở đây nó có cái hoành thánh mà không phải là hoành thánh. Nên nó có hoành thánh clear black là không có mì. Mà tụi Đài Loan này nó làm cái hoành thánh của nó dở lắm. Không, cái này Trung Quốc. Ừ, dở lắm. Cái muốn ăn hoành thánh á, biết biết ở Santana có cái mì không, da đó. Không,
con nhỏ à, bà cái gì á, bạn của bà Dạng. Yeah, thank you. Thì cả nhà ơi, cái này là tô thứ nhì, hủ tiếu thịt bò này đang nóng này các nhà, hủ tiếu mà mình lấy cái bánh lớn đó các nhà, thấy không, đồ Trung Quốc nha, bánh lớn, mấy cái thịt bò này các nhà, thấy không, nó kêu cũng như là bò kho vậy, hủ tiếu bò kho đó, mời cả nhà ha, thấy không, hủ tiếu đó các nhà, rất là hấp dẫn nha. Mời cả nhà. Ở đây có mấy cái đũa ở bên Mỹ, nó giờ bây giờ nó xài mấy cái đũa cây này cả nhà. Đũa cây á, mình hỏi nó bỏ trong cái bao cái giấy á, mình chỉ lấy ra thôi. Ở đây là có món này của mình là hủ tiếu, bữa nay hủ tiếu này. Hủ tiếu mà mấy cái bánh phở này là to, sư to khổng lồ. Thấy không? Bánh phở này cả nhà. Bánh phở ở đây nó có rau. Ở đây nó có gân với thịt bò cũng như bò kho vậy đó, thấy không? Các cả nhà coi cũng như bò kho có gân này nha. Gân nha, thấy không? Thì mình hút thử cái canh này ha. Cũng được chứ. Cái này nó vừa ăn mà nó cũng như có mùi giấm á. Mùi giấm nó cũng được lắm á, ăn thử không? Cũng được lắm á. Bữa nay ăn được. Chứ ăn bò không được. Bò với tôm là mực nữa rồi. Cái này là hủ đồ Trung Quốc á cả nhà. Đồ Trung Quốc á. Ngon. Bữa nay vừa ăn cả nhà. Bỏ chút tiêu vô. Thì tiêu ở đây nó không có không cái nước mắm. Này hủ tiếu khổng lồ này cả nhà, to sư to khổng lồ này, thấy không, Trung Quốc này. Đó, tỉnh này tự làm luôn nha cả nhà, tự làm luôn á, Trung Quốc á. Mời cả nhà. Cái mì Trung Quốc nó không có như cái bánh phở Trung Quốc á, nó không như là bánh phở Hồng Kông hay là Việt Nam mình. Để mình order cái hủ tiếu to như khổng lồ này cả nhà, thấy không? Mình thích ăn vậy đó. Ở trong này có bò gân này cả nhà, bò gân ở đây mềm lắm, cái nhồi mềm lắm, đó một miếng bự như nè, nó cũng như bò kho vậy đó cả nhà. Mềm ngon lắm cả nhà, mềm lắm chứ. Ăn không? Béo, ngon. Một tô này là 12.99 cả nhà, 12.99. Ở dưới đây là thành phố San Gabriel, là khu lót, không phải là khu San Ana nha, khu lót á. Thì bữa nay là New Year bên Mỹ, New Year 2023. Bữa nay là năm mới cả nhà ơi. Chúc mừng cả nhà năm mới ha. Hy vọng cả nhà thích cái video này. Happy New Year cả nhà, Happy New Year. Happy New Year. Anh chưa nó làm. Kia nó nấu cay cay một chút cả nhà, cay cay. Cái súp nó cũng như là nó lạc lạc á, nó lạc lạc với cũng như là cái súp mì gói vậy á. Nó không có cũng như là cái canh nó cũng như không phải là gì.